Tại vườn Getsemane, vườn yên lặng Getsemane, Chúa đến nơi đây để nguyện cầu. Lời cầu khẩn thiết đêm thâu: Cha ơi, nếu được chén sầu bỏ qua, nhưng chẳng phải con đây không uống, nguyện làm theo ý muốn cha giao. Dốc lòng thống thiết xiết bao, mồ hôi như giọt máu đào tuôn rơi. Môn đồ ở bên ngoài đương ngủ, Ngài nhìn xem thấy họ gục đầu. Ba lần giữa lúc đêm thâu, môn đồ theo Chúa bắt đầu ngủ mê. Chúa trở lại vẫn kê đầu ngủ, không thức với ta đủ một giờ. Các ngươi chẳng thức được sao? Thức canh cầu nguyện trực chờ với ta. Hãy cầu nguyện khỏi xa cám dỗ, tâm thần thì muốn, thể xác không. Hai bên tranh chiến trong lòng, khó mà đắc thắng nếu không nguyện cầu. Môn đồ Chúa Iscariot vì tham tiền nên nộp thầy mình, với 30 bạc đưa tin. Giuđa dẫn đám cơ binh đến vườn, tham tiền nên dẫn đường bắt Chúa. Cơ binh gươm giáo túa vào đây, Giuđa gặp Chúa, chào thầy. Đến gần hôn Chúa, người này bắt ngay. Chúa phán hỏi: Tìm ai đêm tối? Chúng sấn lên cùng nói: Giêsu. Chúa bảo rằng: Chính ta đây. Họ bèn lui lại, té ngay xuống bờ. Ta giảng dạy đền thờ không bắt, mang giáo gươm khuya khoắt đến đây. Bắt ta như cướp thế này, có môn đồ chém đứt tay một người. Ngài phán biểu: Nạp gươm vào vỏ, ai cầm gươm chết bởi nó thôi. Lỗ tai đầy tớ đứt rời, tay Chúa đặt vào tức thời lành ngay. Tại vườn đi máy Chúa bị bắt, các môn đồ tản mát khắp nơi, ai nấy đều trốn hết rồi. Một mình Chúa chịu không lời oán than. Giêsu yêu nhân gian khôn thấu, chịu bao khổ nhục máu tuôn rơi, làm theo ý muốn cha trời, vui lòng gánh tội cho người được tha. Amen.